Xin kính thưa đại đoàn Hoàng Ngân và ông Trịnh Trí Cường cùng toàn thể quý vị, thì cái hoạt động triển khai những phương án thực hiện cũng như phổ biến công cụ bản đồ tư duy MyMap đến với sinh viên học sinh ở trong trường học kinh tế cũng như các trường lân cận, chúng tôi đã nỗ lực thực hiện trong suốt 3 năm qua qua các cuộc festival MyMap, triển lãm bản đồ tư duy, các cuộc thi liên quan đến bản đồ tư duy, kể cả việc training cho các trường phổ thông như là trường phổ thông Phú Nhuận. Thế thì qua 3 năm vừa qua thì chúng tôi thấy một cái vấn đề nổi lên, đó là các bạn học sinh sinh viên tiếp cận với vấn đề bản đồ tư duy một cách hết sức thụ động. Họ luôn chờ chúng tôi mang đến, giới thiệu cho họ, tổ chức cuộc thi cho họ để là họ ứng dụng. Thì chúng tôi cảm thấy rằng cái đó không đúng như cái mong muốn và cái khát vọng của chúng tôi, là thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh sinh viên, có thể áp dụng được bản đồ tư duy trong học tập và trong công việc cách hết sức hiệu quả và sáng tạo. Vì vậy chúng tôi mong muốn tạo một cái hoạt động lớn, điểm nhấn, một cú hích mang cái tính là truyền thông, một cú hích mang cái tính là cộng đồng như vậy, để trong toàn bộ thế hệ trẻ Việt Nam, đặc biệt là học sinh sinh viên, có thể tự mình tìm đến cái công cụ bản đồ tư duy để mà ứng dụng, để mà hiệu quả trong tập và công việc. Đó là cái khát vọng đầu tiên của chúng tôi khi triển khai cái ý tưởng này. Thế thì chúng tôi bắt đầu xây dựng ý tưởng này và trình bày với Thị trưởng Hoàng Ngân. Tôi nhớ đó là một buổi chiều ngày thứ sáu cuối tháng 10 cách đây gần một năm. Thì sau khi trình bày thì thầy Ngân hoàn toàn tán thành và nói rằng cứ triển khai, có bất kỳ khó khăn gì thì thầy sẽ đồng hành và cùng khó khăn với chúng tôi, đồng hành với chúng tôi. Thế thì vào cái thời điểm mà chúng tôi quyết tâm lập cái bản đồ tư duy kỷ lục thế giới này, thì lúc bấy giờ cái đất nước mà đang nắm giữ cái kỷ lục thế giới này là Singapore. Cái bản đồ tư duy của họ được lập nhân cái sự kiện là Tony Buzan sang Singapore để khai trương cái văn phòng ở Tony Buzan Asia. Thì học sinh trường phổ thông và sinh viên trường Lý Quang Diệu của Singapore mới tập hợp lại tổng cộng là 15.000 người và thập lập một cái kỷ lục thế giới, là cái bản đồ tư duy lớn nhất thế giới vào thời điểm đó là 2007. Thưa quý vị, đây chính là cái bản đồ tư duy của Singapore. Chúng ta dễ dàng nhận ra là nó rất lớn. Chủ đề của nó ở trung tâm, quý vị cứ nhìn ra, đó là nói về đất nước con người Singapore và nó có những cái nội dung. Thì diện tích của tấm bản đồ này là 140 m², 140 m², chiều dài và chiều ngang là 10 x 14 m. Nó phủ kín 3 tầng lầu của trường cấp 3 đó. Thì chúng tôi mới lập kế hoạch, ý tưởng là sẽ phá được cái kỷ lục này của Singapore đã tồn tại được 3 năm rồi. Chúng tôi đề ra con số là 600 m², một con số rất là ngẫu nhiên, tức là chúng tôi định phá là gấp đôi họ, tức là 10-15 thì chúng tôi phá là 20-30, là 600 m². Để lập kế hoạch, lập phương án thì rất là tình cờ hoặc là không biết một cái ngẫu nhiên nào, thì 2 tháng sau khi chúng tôi lập kế hoạch này, tôi không biết một cái ngẫu nhiên gì, thì ở Trung Quốc, ở Quảng Châu, tháng 10 2010 thì có cái đại hội trí tuệ thế giới lần thứ 19, thì cũng mời Tony Buzan qua khai mạc cái đại hội này. Và nhân cái sự kiện này thì Trung Quốc ở Quảng Châu đó thì họ mới khánh thành một cái bản đồ tư duy vượt qua bản đồ tư duy của Singapore. Và cái con số mà họ phá vỡ thì hết sức bất ngờ, đó là 600 m². Đây là bản đồ của Trung Quốc. Thưa quý vị, là nó to đến cái mức là nó phủ kín cả một cái sườn núi. Bản đồ của họ thì khá đơn giản, không giống như Singapore. Singapore thì các bạn ấy vẽ trên những tấm Loki khổ A0 và các bạn ấy ráp lại. Thì Trung Quốc họ in, quý vị ạ, họ in nguyên một khối bằng vải lụa, chứ họ không phải bằng tay. Họ in hoàn toàn là in bằng một hình khối luôn. Thì nó treo trên một cái sườn đồi, nhìn xuống cái hồ Hao Long, đối diện cái khách sạn River Mountain, cái nơi diễn ra cái đại hội đấy. Thì chúng tôi hoàn toàn bất ngờ và không kịp trở tay, bởi vì là không ngờ là mình đăng ký là 600 mà họ là 600. Thì chúng tôi chuyển ngay phương án là nâng cái số chúng tôi lên là 660 m², phá kỷ lục của họ. Mà chúng ta nhìn thấy là bản đồ của Singapore lẫn Trung Quốc thì mỗi một cái nhánh tư duy nó chỉ đến nhánh cấp 5 và cấp 6 về nội dung. Thì chúng tôi không những phá vỡ về kỷ lục về kích thước kích cỡ, mà chúng tôi còn phá vỡ kỷ lục về nội dung, đó là chúng tôi mỗi một nhánh đi đến tận nhánh cấp 10, chi tiết cụ thể hóa. Tất nhiên chúng tôi chọn cái chủ đề là về đất nước con người Việt Nam với 6 nhánh. Chúng tôi còn hoàn thành bộ hồ sơ trình lên Ủy ban Guinness Thế Giới, đặt tại lầu 3, số nhà 184-192, đường Rung Mong, thủ đô London, Thủ Canh.
thì họ gửi hồ sơ và họ từ chối với một cái lý do hết sức đơn giản thế này là: thưa bạn, bạn đăng ký cho tôi là cái bản đồ tư duy vẽ bằng tay đến với thế giới, bức tranh vẽ bằng tay, bản đồ tư duy. Thì xưa với bạn là Trung Quốc và Singapore họ không đăng ký Guinness quý vị ạ. Họ đơn giản họ chỉ làm thôi, họ không làm hồ sơ đăng ký lên Guinness. Có nghĩa là về mặt danh chính ngôn thuận Guinness thì họ không được công nhận là kỷ lục Guinness, nhưng về mặt thực tế họ đương nhiên vẫn là kỷ lục thế giới, bởi vì nó quan đến bằng họ đó. Thì họ gửi cái hồ sơ và nói là: nếu như bạn muốn phá kỷ lục về cái bức tranh vẽ bằng tay thì tôi xin chia buồn với bạn là cái con số của bạn là 660 m² đó mà, thì nó không bằng cái kỷ lục Guinness hiện tại về bức tranh vẽ bằng tay lớn thế giới được thực hiện khi chúng tôi làm bộ hồ sơ đó mới có 2 tháng thôi, đó là tháng 10 2010 và ngày 31 tháng 10 2010. Một cái nhóm bác sĩ tại Hội Chữ Thập Đỏ Liban, một đất nước thuộc vùng Trung Cận Đông đấy, họ mới vẽ một bức tranh bằng tay với cái nội dung là về cái chữ thập đỏ, và con số của họ là cực kỳ ấn tượng: 4.355,85 m². Đây là bức tranh đó, thưa quý vị, vô cùng vĩ đại, nó phủ kín toàn bộ sân vận động quốc gia tại thủ đô Beirut của Liban. 4.355,85 m² mà chúng ta chỉ có 660, thì chúng ta thấy một cái sự chênh lệch rất lớn như vậy. Thế thì chúng tôi quyết định thế này: bây giờ nếu mình chạy đua theo họ thì vẫn được thôi, hoàn toàn bình thường. Mình kéo ra sân Thống Nhất, mình kéo ra sân quân khu 7 thì vẫn được thôi. Thế nhưng mà quý vị có thể dễ dàng nhận ra là họ trải một miếng cạc tông và họ lấy cái bút sáp đó, quý vị, dành cho trẻ em cấp 1 đó, họ đồ lên thôi. Trên bức tranh rất đơn giản, chỉ là những cái đường nét cái hoa văn hình chữ thập đỏ. Trong khi đó ta biết rằng bản đồ tư duy của Tony Musa đấy là phải có những đường nét rất chi tiết, uốn lượn rất mềm mại, có những hình vẽ hết sức là chi tiết và cụ thể. Như vậy thì chúng ta chạy đua với họ thì không cần thiết. Vì vậy chúng tôi quyết định là đổi phương án. Bây giờ chúng tôi không phải bằng tay nữa, chúng tôi sẽ có một phương án cũng làm bản đồ tư duy kỷ lục thế giới, nhưng một phương án hoàn toàn mới, đó là chúng tôi sẽ ghép mảnh bức tranh ghép mảnh. Tranh ghép mảnh là một cái trò chơi hết sức trí tuệ của thế giới. Một bức tranh khi được in ra những mảnh với những hoa văn rất sặc sỡ, những đường nét vô cùng khác nhau, tất cả những đường nét trên những cái miếng mảnh puzzle này không hề giống nhau. Khi chúng ta chơi trò chơi này thì cái tinh thần của nó rất giống với tinh thần của bản đồ tư duy, đó là chúng ta phải suy nghĩ kết hợp màu sắc, hình dạng. Chúng ta phải có chiến thuật chơi, chúng ta phải kết hợp làm việc nhóm. Vì tất cả những tinh thần mà chúng tôi truyền tải được trong bản đồ tư duy đều được thể hiện trong trò chơi này. Và vậy chúng tôi mới bắt đầu phương án của chúng tôi là làm bản đồ tư duy kỷ lục nhưng dưới dạng là tranh ghép mảnh chứ không phải bằng tay. Thì hiện nay và thời điểm chúng tôi làm cái hồ sơ đấy thì cái đất nước mà giữ kỷ lục thế giới lại là Singapore. Singapore nhiều kỷ lục lắm. Thì Singapore đang giữ kỷ lục là cái bức tranh ghép mảnh nhiều mảnh nhất thế giới. Họ lập vào cái Đại hội Sáng tạo trẻ thế giới năm 2002. Thì họ tập hợp học sinh sinh viên của họ lại và ráp và bức tranh bằng ghép mảnh kỷ lục thế giới. Đây là cái hình dáng bức tranh đó. Nó hình dáng kiểu là Đại hội Sáng tạo trẻ thế giới mà quý vị, thì nó mang cái tính trẻ trung. Thì đây là ý chứng nhận của họ trên tổ chức Guinness. Ta thấy rõ ràng họ là 221.323 mảnh. Thực ra là họ đăng ký Guinness là họ sẽ phá là 2.700 mảnh cơ, 270.000 mảnh. Nhưng mà trong quá trình ghép đó thì nó bị mất mảnh đi, nó bị rơi rớt ở đâu đó không biết, thì nó bị rớt đi khoảng vài chục ngàn mảnh. Thì họ chỉ còn lại có 221.322 mảnh. Thì chúng tôi lập kỷ lục cho phá kỷ lục chúng ta là về Guinness. Đấy là cái phương án của chúng tôi. Thì đó là cái bước khởi đầu của chúng tôi trong suốt một năm qua, về nội dung, về ý tưởng, về phương án thực hiện. Thế thì thưa quý vị, chúng tôi xin trình bày và chiếu cho quý vị cái bản đồ kỷ lục của chúng tôi, bản đồ tư duy của chúng tôi, bình bông sen sáu cánh về đất nước của Việt Nam. Xin mời. Đây chính là cái bản đồ đó. Thực ra thì chúng tôi với sự cố vấn của nhà thiết kế sĩ Hoàng đã đổi đi đổi lại rất nhiều cái phương án về hình dáng. Đầu tiên thì nhà thiết kế sĩ Hoàng bảo là không đồng ý cái hoa sen, bởi vì là chú Diêu Hoàng bảo là tại sao lại hoa sen, người ta bảo là nó là cái vật tượng trưng cho cái văn hóa và cốt cách con người Việt Nam. Thì chú ấy bảo là không phải, cái cốt cách nhất của người Việt Nam là cây tre cơ, cây tre. Thế nhưng mà thưa quý vị, là cây tre thì mình khó tạo hình, bởi vì cây tre nó thẳng và nó cứng.
Trong khi bản đồ tư duy thì mua sang nó thẳng là cái mềm mại, nó uốn lượn, thì không có cái gì bằng hình ảnh mềm mại của cánh sen hồng sáu cánh. Thế thì khi lên phương án thì chúng tôi chọn cái chủ đề, cái trung tâm bản đồ, tức là cái nội dung chính, tức là về Việt Nam, chữ Việt Nam, đất nước, con người Việt Nam. Và sáu cái cánh này chỉa ra từ trung tâm là sáu cái nội dung về Việt Nam, đó là về đất, địa lý, về lịch sử, về văn hóa, về con người, về giáo dục và về kinh tế của Việt Nam. Nhìn vào trung tâm của bản đồ, quý vị nhìn thấy là chúng tôi đã thiết kế bản đồ Việt Nam dạng màu trắng dưới cái nhụy sen màu đỏ tượng trưng cho lá quốc kỳ với ngôi sao vàng ở bên trên. Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng như đảo Phú Quốc và côn đảo chúng tôi thì hơi phá cách, tức là to hơn kích cỡ thật để nhấn mạnh cái vấn đề ý chí chủ quyền cũng như cái giá trị tinh thần, muốn khẳng định rằng thế hệ trẻ rất có ý thức về cái vấn đề quốc gia dân tộc. Thì chúng tôi thiết kế theo đúng cái tinh thần của bản đồ tư duy của Tony Buzan. Em phóng to ra chút nữa, phóng to ra chút nữa. Những nhánh như chúng ta thấy như là nhánh về geography, economic tức là kinh tế, ở bên trên là geography là địa lý, ở bên trên nữa là về culture văn hóa, ở phía bên đây là về con người, tức là những danh nhân, những cá nhân kiệt xuất trong lịch sử dân tộc Việt Nam trong các lĩnh vực. Ở dưới đó là về lịch sử và ở phía dưới cùng đó là về giáo dục. Thì mỗi một nhánh như vậy chúng tôi chọn một màu riêng theo đúng cái tinh thần của bản đồ tư duy, là những nhánh sẽ có chung một màu riêng như màu xanh, màu đen, màu đỏ, vân vân, những gì như vậy. Thì thật ra đó, toàn bộ cái bản đồ này mỗi một nhánh đều có một từ khóa và một cái hình ảnh minh họa, thì chúng tôi đều làm bằng tiếng Anh quý vị ạ. Bởi vì như tinh thần của ban chỉ đạo là chúng ta đem tất cả những gì tinh túy nhất của đất nước con người Việt Nam đến với bạn bè thế giới bằng một ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi. Khi thế giới người ta lên website, người ta nhìn vào đây, người ta thấy rõ ràng tất cả những gì mình muốn diễn đạt cho họ đấy. Thế thì thực ra đấy, quý vị nhìn nó hơi phóng to toàn diện toàn bộ, phóng to toàn bộ đây à, phóng đúng rồi. Thì quý vị nhìn thấy thì nó hơi bị vấn đề về thị giác. Thực ra thì nó không có bé như thế này mà nó rối rắm như thế. Quý vị nhìn vào thì có thể nhìn thấy là nó hơi ôi sao chữ nhiều thế, hình ảnh nó bị rối. Thực ra nó rất lớn quý vị ạ. Chúng tôi đã in thử một cái bản mẫu để cho quý vị xem thử về cái hình dáng khi mà in thực tế ra 660m2 thì nó sẽ có một cái hình dáng đại loại như thế này. Em kéo cái này xuống. Quý vị thấy ở đây là cái một cái nhánh thuộc về cái nhánh địa lý quý vị ạ. Chúng ta có như là diện tích Việt Nam giáp với cả Lào, Campuchia, Trung Quốc là bao nhiêu cây số, về những địa danh như là sẽ tới một nhánh cắt ra thôi, Sapa, các loại đất, thậm chí là những cái loại khoáng sản, những cái loại thành phần đất v.v. nói chung về địa lý. Chúng tôi tin ra thử quý vị, nó rất là những nhánh đi nó rất mềm mại, mỗi một nhánh có một từ khóa, nó có một hình ảnh biểu trưng cho từ khóa đó, và nó đúng với tinh thần là cái nhánh mẹ nó đẻ những nhánh con, và nội dung những nhánh con đó là cụ thể hóa chi tiết từ cái nhánh lớn. Thế thì đây là cái bản in thưa quý vị, chúng tôi không có in cái này bởi vì chắc lại là chúng tôi ghét các mảnh chứ tôi không có vẽ như thế này, tôi làm mẫu cho quý vị xem. Còn thực tế một cái bức toàn bộ bản đồ chúng tôi thì ta biết rằng mỗi một cái miếng cái mảnh nó nhỏ lắm, có 2.5 cm thôi, nó tí xíu thôi. Thì để ráp cái này thì chúng tôi in ra công ty họ in đấy, thì tổng cộng là in mỗi một tấm, tổng cộng chúng tôi có 3.132 tấm. Mỗi một tấm như vậy là 174 miếng, như vậy tổng cộng ta có là 551.232 miếng. Chúng ta phá kỷ lục của Singapore rất sâu, tức là gấp đôi, hơn gấp đôi Singapore, 551.232 miếng nhỏ. Thế thì một tấm một miếng của họ nó sẽ có hình dáng như thế này. Đây là một tấm quý vị ạ. Một tấm chúng ta sẽ có tổng cộng là 3.132 tấm, mỗi một tấm là 174 miếng nhỏ. Cái này thì vì chúng tôi ráp rồi xong rồi chúng tôi đuôi keo phía sau thôi, nó không có gì, tức là nó như thế này, tức là chúng ta đuôi keo phía sau thì nó cứng vậy thôi. Thì
đấy, một cái tấm nó sẽ như thế này. Thì tất nhiên nhìn từ xa thì trong nó có vẻ hơi khó hiểu, nhưng mà nếu mà ta ráp những cái này lại đó thì nó có hình dáng rất là hài hòa thôi đấy, như thế này. Hình dáng nó rất là, thì ta cầm một tấm thì nhìn thấy nó có vẻ hơi, nội dung nó hơi khó hiểu, nhưng mà nó là một tấm hoàn chỉnh thì nó rất là. Thế thì là về quy chuẩn thực hiện thì Tổ chức Guinness Thế Giới, tránh cái trường hợp chúng ta gian lận á, thì họ có những quy định rất khắt khe về quy trình thực hiện, mà chúng tôi phải nói là đáp ứng cái quy trình của họ là phải đáp ứng là đây là tổ chức rất chuyên nghiệp. Họ đảm bảo là 551.000 mảnh của mình đó là phải trộn cái thế. Bởi vì là khi mà chúng ta in ở công ty đó quý vị, thì họ sẽ in nguyên tấm như vậy đấy, nó nguyên khối như vậy. Thì họ tránh trường hợp là mình ăn gian, mình sẽ bê từ cái xưởng sản xuất mình tới sân vận động cái mình ráp vô xong, thế là mình ăn gian, thì họ mình trộn lên hết. Tiếp tục là mình phải có một camera trung tâm và những camera nhỏ quay liên tục, không được dừng một phút nào hết, để đảm bảo mình không ăn gian. Là mình nhét mấy cái tấm sẵn sẵn thôi. Quy định họ rất kinh khủng như vậy. Lại quy định nữa là cái sinh viên mà ngồi ráp đó quý vị, là không được phép thay người, không được phép giải lao. Bởi vì tôn chỉ của Guinness là họ muốn công nhận và tôn vinh những nỗ lực phi thường về mặt thể chất cũng như trí tuệ của con người để vượt qua những giới hạn. Chứ mà sinh viên mình vừa ngồi trong khách sạn, vừa ăn pizza, vừa ráp thì nó không đúng. Thì họ muốn là cái người đó không được quyền nghỉ, họ phải làm liên tục. Tất nhiên là không được quyền nghỉ thì nó cũng không phải căng thẳng đến mức là không được đi vệ sinh hay này nọ, nhưng mà không được đổi người, không được dừng, không được để qua đêm, vân vân. Nếu đến 12 giờ đêm vẫn chưa xong, ráp tiếp đến sáng, không được nghỉ. Và toàn bộ cái chương trình ráp từ mảnh đầu tiên cho đến cái mảnh 221.334, tức là phá kỷ lục của Singapore đó, là phải hết sức chi tiết và phải có sự giám sát của công an khu vực. Hai nhân viên của sở công chứng, những nhân viên này là phải có bản tường trình bằng tiếng Anh. Là tôi quan sát hết cả một ngày, hai ba ngày, hết sức đúng quy chuẩn, không ăn gian, không gì hết, để mà sau đó trình vào toàn bộ hồ sơ này cho tổ chức Guinness. Tất nhiên thì họ làm quy trình chặt chẽ, nhưng mà camera của họ thì họ làm rất là bài bản. Ví dụ như chúng tôi trình bộ hồ sơ qua Guinness, đưa email trong văn bản, họ nói đúng 3 ngày chúng tôi trả lời cho anh, thì họ làm đúng y chang như vậy, đúng 3 ngày họ trả lời là chúng tôi có được làm hay không, thì họ gửi email là họ cho phép mình làm 3 kỷ luôn. Rồi họ bảo rằng từ khi mình gửi cái bộ hồ sơ này qua đường bưu điện, đĩa DVD, giấy chứng nhận, hình ảnh, giấy viết tay vân vân, thì đúng 3 ngày sau kể từ ngày họ nhận được bưu phẩm thì họ sẽ trả lời cho chúng ta và cấp cho chúng ta cái giấy công nhận được thế giới và cái phần thưởng của họ. Thì theo đề nghị của thầy Trần Hoàng Ngân thì chúng ta cố gắng là cái ngày kỷ niệm 35 năm thành lập trường vào ngày 27 tháng 10, thì Tổ chức Guinness Thế Giới có thể sang và trao cái chứng nhận này cho chúng ta. Đấy là đẹp nhất ý tưởng của chúng ta. Thì đấy là tất cả những gì mà chúng tôi trình bày với quý vị để hiểu về cái con đường mà chúng tôi thực hiện, cũng như những cái thay đổi ý tưởng, cũng như là những cái hình ảnh, biểu trưng vân vân. Về cái hình ảnh, về bản đồ tư duy này thì nó khá nặng, nó tới mấy chục mê đấy. Thì nếu như nhà báo nào mà cần hình ảnh để tham khảo thì có thể lên cái bảng kỹ thuật, có thể chép cho quý vị. Xin chân thành cảm ơn.